Bài số 13, bí mật của đời sống sau khi chết bởi Aston MBAIA, -E phần 1. Chào mừng các bạn yêu dấu. Chúa đã đưa tôi xuống địa ngục trong 351 ngày và lên thiên đàng trong 40 ngày. Vào ngày hôm đó trong lúc cầu nguyện, lần đầu tiên tôi rơi vào trạng thái xuất thần, tôi đã thở từ khi chưa chết. Họ đã cố gắng rất nhiều để đánh thức tôi. Nhưng nó đã không thể. Vì tôi đã làm việc với các mục sư họ hiểu rằng Chúa đang làm việc với tôi. Và bất cứ khi nào tôi rơi vào trạng thái bất tỉnh, những người đàn ông của Chúa này làm việc để giữ cơ thể tôi trong phòng riêng. Xin chào các anh chị em, tôi là mục sư Aston Mbea từ nhà thờ Caesar Chapel ở Congo. Anh chị em ơi, không ai giảng phúc âm cho tôi cả. Tôi đang ở trong quán bar với người bạn uống rượu, thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng Chúa gọi tôi. Tôi đã choáng váng. Tôi nói, Tôi không phải là một cơ đốc nhân. Nhưng tại sao ông Đức Chúa Trời này lại quan tâm đến tôi? Tôi chống lại tiếng nói của Chúa và tôi nói, tôi không phục vụ bất kỳ Đức Chúa Trời nào. Nhưng chính vào ngày đó, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Tôi đã hiến dâng cuộc đời mình cho đấng Christ. Tôi được phong chức bởi một người của Đức Chúa Trời, người đã huấn luyện tôi trong những điều của Đức Chúa Trời. Chính trong nhà thờ đó mà tôi hầu việc Chúa chính chúa đã ủy nhiệm cho tôi làm bằng chứng về những điều tôi đã thấy mà tôi sẽ nói đến thực ra cuộc gặp gỡ này bắt đầu vào một ngày khi tôi đang cầu nguyện vào ban đêm khi tôi tiếp tục cầu nguyện tôi nhìn thấy một ánh sáng khi tôi muốn kiểm tra xem ai đã bật bóng đèn ở trên mà tôi đã tắt cách đây không lâu đó là lúc tôi nhìn thấy một ánh sáng rất mạnh nó lớn hơn mặt trời gấp trăm lần tôi không thể nhìn thấy ánh sáng này và tôi ngã xuống đất hôn mê trải nghiệm này không phải là một trải nghiệm chết chóc kể từ khi tôi còn thở đó là một sự xuất thần kể từ khi tôi say mê trong tinh thần và tôi rời khỏi cơ thể của mình khi tôi gục xuống đất ngay lập tức tôi nghe thấy một giọng nói ở giữa ánh sáng gọi tên tôi và nói aston con trai của ta con đã được chúa chọn để làm nhân chứng cho những điều con sắp thấy con sẽ nói với thế giới biết về những bí mật mà ta sẽ cho con thấy và con sẽ nói với họ rằng địa ngục là có thật ai không chịu làm theo đường lối của ta sẽ bị rơi vào nơi kinh khủng đó tôi đã hôn mê nhưng khi tôi đứng lên khỏi sàn tôi thấy rằng tôi đang đứng tuy nhiên cơ thể tôi vẫn nằm trên sàn tôi đã tự hỏi điều gì đang xảy ra với tôi tôi đã không thể chạm vào những thứ vật chất ý tôi là tôi thậm chí không thể chạm vào cơ thể mình vì không có mối ràng buộc nào giữa người sống và người chết tôi đã gặp rắc rối nhưng bất cứ khi nào tôi cố gắng chạm vào mọi thứ bàn tay tôi lại lướt qua vật chất và vật chất những người đang ngủ trong phòng tôi không thể nhìn thấy tinh thần của tôi khi tôi cố gắng mở cửa tôi thấy cơ thể mình xuyên qua cánh cửa thép và tôi tự hỏi trên thực tế tôi đã có tất cả các giác quan trí tuệ trí nhớ và ý chí của mình nhưng tôi không thể chạm vào bất cứ thứ gì tôi thực sự gặp rắc rối bởi tất cả những hiện tượng này và tôi bắt đầu chạy quanh khu phố và hét lên để được giúp đỡ tôi đến chỗ mục sư của mình và cố gắng nói chuyện với ông ấy nhưng ông ấy không thể nhìn và nghe thấy tôi tôi đến gặp anh em tôi nhưng họ không thể nhìn thấy tôi tôi đi ra đường và hét lên với những người hàng xóm của mình tôi là tiên tri adam hãy đến và xem điều gì đang xảy ra với tôi nhưng không ai có thể nghe thấy tôi bất cứ khi nào tôi nhìn thấy những người sống trên đường phố tôi cố gắng nói với họ về những gì đang xảy ra với tôi vì tôi thực sự bối rối và bồn chồn tuy nhiên không ai có thể nghe thấy tôi kể từ khi tôi ở một không gian khác tôi liên tục kêu gọi mọi người đến xem chuyện gì đang xảy ra với tôi khi tôi đang di chuyển trên đường phố tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi đang di chuyển với tốc độ rất lớn so với những người còn sống đó là khi tôi nhìn thấy một người đàn ông đi qua tôi tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi đã chết anh chị em ơi tôi thấy người đàn ông này cũng có hoàn cảnh như tôi anh ấy lo lắng và tuyệt vọng và anh ấy đang khóc nói với chính mình và hỏi tại sao các người lại chôn xác tôi tôi vẫn sống đây người đàn ông đang khóc lóc thảm thiết tôi tiếp tục di chuyển trong thành phố và tôi bắt đầu thấy nhiều người chạy xung quanh khóc như tôi họ đều khóc với nhau rằng gia đình họ đã chôn xác họ anh chị em à những người mà tôi thấy trên đường phố thực sự là những người đã chết họ là những linh hồn lang thang vì họ đã chết và linh hồn của họ đang lang thang trên trái đất tôi cũng là một linh hồn lang thang như họ tôi nhận ra rằng tôi đang ở trong thế giới của người chết như những linh hồn lang thang này đó là khi đến đường số 18 của đại lộ quốc gia của thành phố, tôi gặp một cố ca sĩ cơ đốc khét tiếng cả nước. Tôi tớ của Đức Chúa Trời đã được biết đến và được nhiều người biết đến. Khi tôi gặp anh trai Chắc Lơ Môn Ba, tôi thấy anh ấy mặc quần đùi và áo sơ mi bị rách. Khi tôi nhìn thấy anh ấy, tôi đã choáng váng vì anh ấy là một ca sĩ nổi tiếng. Thế mà tôi thấy anh ấy vừa khóc vừa nói, tại sao những người này lại chôn xác tôi? Tôi còn sống trên thực tế ca sĩ này đã chết và anh ta trở thành một linh hồn lang thang di chuyển khắp trái đất giống như tất cả những người chết mà tôi gặp trên đường phố tôi đã cố gắng bảo anh ta dừng lại để chúng tôi có thể nói chuyện nhưng anh ta quá bối rối anh ta bỏ đi trong bối rối sau đó tôi đến một nhà thờ nổi tiếng trong thành phố nhà thờ này không phải của chúa vì tôi đã thấy ma quỷ trong nhà thờ này đang cố bắt linh hồn tôi tôi nhanh chóng chạy trốn khỏi chúng vì sợ hãi khi tiếp tục di chuyển đến thành phố tôi thấy mình đang ở một nơi khác của thủ đô tôi nhìn thấy một nhóm người đang đi bộ họ khỏa thân khi tôi nhìn lại tôi thấy những người khỏa thân này có sừng trên đầu có một con quỷ dẫn dắt những phù thủy này anh ấy mặc đồ đen tôi thấy rằng con quỷ là thủ lĩnh của những pháp sư này đang mang những chiếc bình đựng máu người rõ ràng là tôi đã thực sự ở trong thế giới linh hồn nhìn thấy thứ mà những người đàn ông bình thường không thể nhìn thấy tôi thấy rằng những pháp sư trần truồng này đang kéo một người đàn ông bị trói trên cơ thể người bị bắt này cũng bị trói trên cổ bằng dây xích giống như một con chó linh hồn bị giam cầm này bị kéo lê như một con chó trên đường phố và anh ta đang di chuyển bằng bốn chân tôi nghe anh ấy nói ôi vợ tôi em là một cơ đốc nhân hãy đứng dậy và cầu nguyện cho anh chồng của em những người này đã bắt giữ linh hồn anh và họ đang đưa linh hồn anh đến sự hủy diệt làm ơn đi vợ ơi anh không đi nhà thờ như em nhưng xin hãy thức dậy và cầu nguyện cho anh anh xin mẹ mẹ của các con những điều tồi tệ đang xảy ra với anh những pháp sư này trả lời với người bị giam cầm này hãy im lặng và im lặng vợ anh không đến được khi những kẻ sừng sỏ đang lôi kéo người đàn ông này tôi nói với họ bây giờ bạn sẽ dừng việc này lại bạn đang làm gì với người đàn ông này bạn phải thả nó ra nhanh chóng thủ lĩnh của họ người cũng có sừng nhìn tôi và anh ta nhìn những pháp sư này và nói với những người hầu của mình hãy không nghe anh ta chúng ta phải tiến lên con quỷ này và các phù thủy phớt lờ tôi và họ tiếp tục kéo theo người bị giam cầm này khi họ tiến về phía trước, tôi quyết định đi theo họ. Tôi đã nói với họ, bạn có thể thả người đàn ông này. Chúng tôi đi du lịch đến một nơi giống như một khu phức hợp. Cuối cùng, tôi nhìn thấy những con quỷ này treo người đàn ông này trên một mảnh gỗ. Họ mổ xác anh ta và chia sẻ thịt anh ta và tôi thấy họ ăn thịt anh ta và họ nuốt chửng toàn bộ cơ thể anh ta. Khi tôi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này, tôi sợ hãi và tôi bỏ chạy vì sợ bị ăn thịt bởi những con quỷ này khi tôi đang di chuyển tôi thấy mọi người đang thực hiện các nghi lễ satanic và quỷ quái ở giữa đại lộ trong nhà thờ nơi công cộng trên những ngọn cây một số người đang thực hiện câu thần chú linh hồn người chết lang thang đây đó tôi bỏ trốn và cuối cùng phải đến bệnh viện đa khoa khi tôi vào trong bệnh viện tôi thấy hai loại người ý tôi là Tôi đã thấy người sống và người chết đang di chuyển trong bệnh viện. Tôi đã nhìn thấy những sinh vật vật chất và những sinh vật tinh thần. Khi tôi vào phòng chăm sóc đặc biệt, tôi thấy một bác sĩ nói với một nhóm y tá, "Bệnh nhân của chúng tôi đã chết." Khi bác sĩ nói theo cách đó, tôi nhìn thấy một bệnh nhân đã chết đang ngồi trên giường bên cạnh xác của cô ấy. Và người phụ nữ này nói với bác sĩ, "Tôi đang ngồi trên giường đây. Tại sao bạn nói rằng tôi đã chết?" bạn không thể nhìn thấy tôi khi bệnh nhân này đang cố gắng nói chuyện với những y tá này tôi nói với bác sĩ bạn đang mắc sai lầm cô ấy chưa chết cô ấy còn sống bạn không thấy cô ấy à sau đó tôi nói với người phụ nữ trẻ hãy nói với họ rằng bạn còn sống bạn chưa chết người phụ nữ trẻ nói với tôi tôi đã nói với họ rằng tôi còn sống tôi nghĩ rằng họ đang phớt lờ tôi và họ không muốn nghe tôi nói sau đó tôi thấy bác sĩ thông báo với gia đình rằng cô ấy đã chết và gia đình bắt đầu khóc tôi đã cố gắng nói với gia đình này rằng con gái họ chưa chết nhưng họ không thể nghe thấy tôi người phụ nữ bắt đầu nói chuyện với gia đình để nói với họ rằng cô ấy còn sống nhưng họ không thể nghe thấy cô ấy cuối cùng người phụ nữ trẻ này nói với tôi chúng ta không còn ở trong thế giới của người sống nữa chúng ta đang ở thế giới bên kia chúng ta phải đi người phụ nữ này nắm tay tôi dẫn tôi đến nhà xác của bệnh viện nơi tôi thấy nhiều người đưa tay lên má suy tư và họ có vẻ rất buồn chúng tôi hỏi một người trong số họ tại sao bạn ngồi ở đây rất buồn anh ấy nói tôi đã bị tai nạn và tôi đã được đưa đến đây trong bệnh viện này nhưng bác sĩ tuyên bố tôi đã chết tôi nói với gia đình rằng tôi chưa chết nhưng họ phớt lờ tôi và họ tiếp tục chôn xác tôi vì tôi không có nơi nào để đi nên tôi đã ở lại đây người đàn ông thứ hai nói với chúng tôi tôi bị ốm và tôi được đưa đến đây và tôi đã chết đó là lý do tại sao tôi ở đây anh chị em yêu dấu tôi muốn nói với anh chị em rằng thế giới tâm linh là có thật và thế giới vật chất cũng có thật như những thực tại của thế giới vô hình có một thế giới vật chất và có một thế giới tinh thần với các linh hồn tôi nhìn thấy tất cả những linh hồn này trong nhà xác và họ phàn nàn rằng cơ thể của họ đã được chôn cất và họ bị mắc kẹt ở đây và họ đang chờ thời của họ khi tôi chuẩn bị rời khỏi bệnh viện này tôi muốn mở cửa thoáng thấy tay tôi luồn qua cửa Tôi bước qua cửa được. Khi tôi muốn đi bộ trên phố, tôi thấy tôi đang băng qua và xuyên qua tường nhà. Tôi có thể đi qua các bức tường của những ngôi nhà và tôi thấy mọi người đang ngồi và ngủ trong nhà của họ. Tôi thực sự là một linh hồn không có cơ thể vượt qua các bức tường của nhiều ngôi nhà. Tôi thấy bất cứ điều gì đang xảy ra bên trong nhà của mọi người, nhưng không ai có thể nhìn thấy tôi. Tôi đã di chuyển với tốc độ tuyệt vời và sau đó tôi thấy mình xung quanh nghĩa trang địa phương của chúng tôi khi tôi đến nghĩa trang này tôi thấy một nhóm người ra khỏi nghĩa trang trời đã khuya tôi thấy rằng những người này có cơ thể tâm linh và phi vật chất thay vì cơ thể vật chất những người bước ra từ nghĩa trang này không phải là người bình thường tôi đang quan sát thì thấy một người đàn ông ngồi trên ghế ở cổng nghĩa trang với một cuốn sách giống như sổ đăng ký trên bàn tôi thấy rằng những thực thể bước ra từ một nghĩa trang đứng xếp hàng trước người đàn ông này để ký vào sổ đăng ký của anh ta trước khi rời nghĩa trang những con quỷ của nghĩa trang sắp xuất hiện để hoạt động trong thế giới vật chất trước đó họ phải ghi tên vào sổ rồi mới rời nghĩa trang khi thực thể đầu tiên được ký vào cuốn sách tôi thấy anh ta đi ra khỏi nghĩa trang đến giữa phố tôi đã theo dõi tinh thần này tôi thấy anh ta lấy cát dưới đất và anh ta làm tung tóe cát lên không trung nhanh chóng tôi thấy con quỷ này đi vào bên trong cát và biến thành một người đàn ông vật lý tôi thấy rằng con quỷ này được mặc lại cơ thể con người nhờ cát mà nó đã văng lên không trung và anh ấy đã trở thành một con người kể từ khi anh ấy có hình dáng của một con người thực thể thứ hai bước ra từ nghĩa trang cũng thực hiện quá trình làm tung tóe cát lên không trung tương tự và anh ta cũng trở thành một con người thực thể. Tuy nhiên, tôi thấy rằng thực thể này đã trở thành một người phụ nữ rất xinh đẹp với rất nhiều tóc. Cô ấy mặc quần áo bó sát và cầm túi sách như một người phụ nữ trần thế. Tôi nhìn thấy người phụ nữ này là một con quỷ đang đi trên đường vào ban đêm thì đột nhiên một người lái xe đang đi ngang qua dừng xe lại để tiến về phía cô ấy mà không biết rằng cô ấy là một con quỷ, không phải một con người. Trong khi đó, những con quỷ này liên tục ra khỏi nghĩa trang và chúng mang hình dáng con người và trở thành vật chất tôi thấy một trong những thực thể này rời khỏi nghĩa trang với bức ảnh của một người đàn ông đã chết mà anh ta lấy từ một ngôi mộ tôi nhìn thấy con quỷ này nhập vào bức ảnh của một người đã chết ngay lập tức anh ấy mang diện mạo của người trong ảnh và anh ấy giống hệt người trong ảnh tôi sợ hãi trước hiện tượng khủng khiếp này trong lúc đó nhiều con quỷ khác đang ra khỏi nghĩa trang để hoạt động trong thế giới của chúng ta và tôi quyết định bỏ chạy sau khi rời khỏi nơi này tôi đến một quận khác của thủ đô dù đã là đêm khuya nhưng thật bất ngờ khi tôi thấy một khu chợ đông đúc người mua bán tôi tự nhủ không bao giờ có thị trường ở nơi này vào ban ngày và trong thế giới vật chất và tất cả những người này đến từ đâu anh chị em à đây là một khu chợ rộng lớn đầy người Tôi quyết định ra đi. Khi tôi rời khỏi khu chợ phù thủy và tà ma này, tôi thấy một nhóm người đang tiến về phía chợ. Họ bị nhét bông vào tai và mũi. Tôi thấy họ đang gỡ những bông này ra khỏi mũi và tai, và họ rất vui khi tham gia phiên chợ. Tôi đã rất ngạc nhiên và tôi tiếp tục chạy. Tôi đã khóc và nói, "Điều gì đang xảy ra với tôi?" Tôi đã chạy suốt đêm trên thành phố. Tôi thấy những người nổi tiếng và những người nổi tiếng đã chết. Linh hồn của họ đã lang thang trong thành phố. Những người này không còn thể xác vì cơ thể của họ đã bị chôn vùi, nhưng họ có các giác quan, ký ức và lý trí giống như tôi. Sau khi chạy khắp thành phố, tôi mệt mỏi đến mức cầu nguyện. Tôi nói, lạy Chúa, nếu con được phục vụ ngài, xin hãy cứu con. Khi tôi thực hiện lời cầu nguyện này, nhanh chóng một ánh sáng từ trên trời chiếu xuống và tôi nghe thấy một giọng nói trong ánh sáng này đã đến với tôi giọng nói đó nói với tôi con ơi đừng sợ vì con được đức chúa trời chọn để làm nhân chứng cho những điều con sẽ thấy và chúng tôi sẽ du hành đến địa ngục để bạn có thể nói với thế giới rằng địa ngục là có thật sự phán xét là có thật và sức mạnh của satan là có thật những ai từ chối đường lối của ta sẽ rơi xuống nơi đáng sợ được gọi là địa ngục có ân điển cho người sống để được cứu nhưng không còn cơ hội nào nữa cho những người đã chết chúa nắm lấy tay tôi và nói bây giờ chúng ta phải đi du lịch và ngài đưa tôi đến một ngọn núi cao nơi có hai chiếc ghế tôi thấy chúa mặc áo trắng và thắt lưng vàng có dòng chữ vua của các vị vua và chúa của các chúa trên vương miệng của ngài nó được viết chúa jesus christ cơ thể của ông trong suốt và vàng tôi có thể nhìn thấy ngài trong mọi không gian chúa không phải là trắng hay đen mà là vàng và sáng chói có máu trong các lỗ trên bàn tay của ngài chúa đã cho tôi thấy trái đất chìm trong bóng tối anh ấy hỏi tôi con trai của tôi con đang nhìn thấy gì vậy tôi nói tôi không nhìn thấy gì cả sau đó ngài lấy một viên đá trắng từ áo của ngài và đặt nó lên mắt tôi đó là lúc tôi có thể nhìn thấy các quốc gia trên thế giới tôi đã thấy đàn ông và động vật tôi nhìn thấy tâm trí của đàn ông và trái tim của đàn ông tôi thấy nhiều người đến nghĩa trang để chôn cất người thân của họ nhưng tôi đã thấy linh hồn của những người thân yêu của họ ở trên quan tài theo sau họ những người đã chết này đang cố gắng nói chuyện với những người thân yêu của họ để nói với họ rằng họ còn sống nhưng người sống không thể nhập và giao tiếp giữa linh hồn của những người đàn ông đã chết và lang thang trên trái đất. Tôi nhìn thấy một người đàn ông đã chết trên trái đất. Tôi thấy rằng người đàn ông này bị xiềng xích trên người. Có những sợi dây xích trên cổ, chân và bàn chân của anh ấy, và tôi nhìn thấy những người mặc đồ đen. Những người này đang kéo người đàn ông bị trói bằng xích như một con chó. Tôi nói Chúa ơi, tại sao những người đàn ông này lại kéo cá nhân này như một con vật? Tôi hỏi Chúa Giêsu, bạn có thấy điều gì đang xảy ra với người đàn ông đó không? Chúa phán, người này gian ác trong đời sống của mình và anh ta không bao giờ trả lại cho người ta những gì anh ta nợ họ. Khi chết, anh ấy bị xiềng xích và kéo lê bởi những con quỷ thần chết này. Sau đó, chúa đã đưa tôi vào quá khứ để cho tôi thấy một tai nạn giao thông đã xảy ra trong thành phố của chúng tôi tôi nhìn thấy một chiếc xe buýt đang di chuyển trên đại lộ khi chiếc xe buýt đang di chuyển tôi nhìn thấy một thiên thần của sự chết anh ta mặc đồ đen để chiếc xe buýt đang di chuyển trong đại lộ hậu quả xe buýt này va chạm với một xe ô tô khác và xảy ra tai nạn khi tôi nhìn thấy vụ tai nạn này tôi đã nói chúa ơi Tôi đã xem vụ tai nạn này trong quá khứ trên đài truyền hình quốc gia. Chú nói, con trai của tôi, tôi đã đưa con trở lại quá khứ để con có thể nhìn thấy những gì đã xảy ra vào ngày tai nạn đó. Khi vụ tai nạn này xảy ra, tôi nhìn thấy linh hồn của những người chết xung quanh chiếc xe buýt này phàn nàn về cái chết của họ. Những người này có hình dạng cơ thể của họ đã bị chấn thương nặng trong vụ tai nạn. Họ có hình dạng của những cơ thể bị rách nát và nham nhở vì tai nạn. Chúa Giêsu nói, những người này đã không dâng mạng sống của họ cho Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao họ đang phàn nàn. Bạn sẽ nói với mọi người trên thế giới rằng chỉ có hai vũ trụ sau khi chết, đó là địa ngục và thiên đường của Chúa. Đây là những điểm đến của mọi người dân. Chúa phán, trên đất, kẻ ác và người thánh sống cùng nhau. Nhưng sau khi chết, kẻ ác sẽ được dẫn đến nơi ở của người chết và thánh nhân sẽ ở trong thiên đàng của Đức Chúa Trời. Không có nơi nào ở giữa. Khi linh hồn của những người chết đang quan sát thi thể của họ trong vụ tai nạn này, tôi nhìn thấy một cổ xe vô tận của địa ngục với 12 linh hồn ô uế bên trong. Những con quỷ bên trong cổ xe địa ngục này mặc đồ màu xám và đội mão đen. Tôi thấy rằng họ có những chậu máu bên mình. Bên trong chiếc xe này, tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc thế tục của trái đất đang phát tôi nghe nói thủ lĩnh của những con quỷ này ra lệnh cho chúng thu thập máu người trong chậu của chúng và bắt linh hồn của những người đã chết này những con quỷ này đến từ một thế giới của satan hoạt động bằng máu của con người và bất cứ nơi nào máu người đổ trên trái đất chúng đến để thu thập nó khi họ thu thập máu người cuộc sống của người dân sẽ bị rút ngắn những con quỷ này thường đi đến các bệnh viện khác nhau để lấy máu cho bệnh viện là nơi cung cấp máu. Chiếc xe này đang giải phóng một năng lượng ma quỷ và đáng nguyền rủa. Khi chiếc xe địa ngục hạ cánh xuống nơi xảy ra vụ tai nạn, tôi nhìn thấy những con quỷ này với chiếc chậu của chúng, thu thập máu người đã đổ trong chiếc xe buýt này. Họ lấy đi một số linh hồn và bỏ lại những linh hồn khác. Chú Phán, những người bị bỏ lại bởi những con quỷ này là những người đã chết trước thời điểm do Đức Chúa Trời ấn định. Những người chết theo ý muốn của Đức Chúa Trời theo kế hoạch đã được đưa đến nơi ở của người chết. Khi con người chết trước thời điểm của họ, họ sẽ đi lang thang trên trái đất cho đến khi họ đến thời gian do Chúa sắp đặt. Đây là lý do tại sao có rất nhiều linh hồn lang thang trên trái đất. Họ không thể đi đến nơi ở của người chết cho đến khi họ đạt được số năm mà Chúa đã ban cho họ. Trước đây Chúa đã nói rằng có năm vương quốc chính của Satan. Đầu tiên là vương quốc được cai trị bởi mã số 333, đó là chiều hướng của sự độc hại, ghen tị, chủ nghĩa độc ác và lòng độc ác. Đây là vương quốc mà người dân có trái tim xấu. Họ không thích bạn bè của họ làm ăn phát đạt. Họ từ chối sự thăng tiến của bạn bè, họ cảm thấy đau đớn khi người khác có bước đột phá. Họ ghen tị với vị trí của những người khác. Những người này có dấu hiệu 333 trên trán vì họ bị ảnh hưởng bởi quỷ dữ và trái tim độc ác của vương quốc 333. Khi những người có dấu hiệu 333 chết đi, họ sẽ xuống địa ngục và bị bắt bởi những con quỷ của vương quốc 333. Ngoài ra còn có vương quốc 555 sản xuất ra tấm biển số 555. Những đặc tính này của Satan mang lại cho quỷ tính hợp pháp. Vương quốc Satan này dành cho các vật dụng gia đình và thực phẩm vì chúng kiểm soát thực phẩm, quần áo và thực vật mà chúng ta sử dụng trên trái đất. Hầu hết thực phẩm mọi người ăn trên thế giới không phải là thực phẩm. Thông thường, các công ty ký hiệp ước với những con quỷ, những người nhân rộng thực phẩm mà họ sản xuất để họ có thể cung cấp thực phẩm cho thế giới. Những con quỷ này đến từ vương quốc 555 Họ đến nghĩa trang và thu thập xác của những người chết và họ biến chúng thành thịt đóng hộp và thịt chế biến mà chúng ta ăn. Những sản phẩm này diễn ra từ tháng 9 đến tháng 2. Họ biến các bộ phận của con người thành thịt gà. Những người bán thực phẩm và quần áo ký giao ước với quỹ của Vương quốc 555 vì họ giải quyết vấn đề lương thực. Vương quốc khác của Satan là vương quốc được cai trị bởi mã số 666. Họ đối phó với hệ thống thế giới, xu hướng và niềm vui của thế giới này. Con thú thứ hai yêu cầu tất cả mọi người từ nhỏ đến lớn, giàu và nghèo, tự do và nô lệ phải nhận được dấu 666 trên tay phải hoặc trên trán của họ để không ai có thể mua hoặc bán trừ khi anh ta có dấu 666. Vương quốc khác của Satan là vương quốc 777 là vương quốc của sự thống trị và quyền lực. Hầu hết các chính trị gia làm việc với ma quỷ của vương quốc này ngay cả những mục sư mong muốn có những nhà thờ lớn và đám đông cũng làm việc với vương quốc này. Ngoài ra còn có vương quốc của Satan với mã số 999. Đây là vương quốc chuyên về các phát minh và công nghệ như Apple, Android, các phương tiện truyền thông mới. Tôi nhớ khi Chúa đưa tôi đến thế giới của Satan, tôi đã xem TV Plasma. Chúa cho biết công nghệ TV Plasma này đã được sử dụng trong thế giới của Satan cách đây 3.000 năm chính vì nó đã lỗi thời nên họ đã gửi nó xuống trái đất bất kể công nghệ nào mà nhân loại đang sử dụng ngày nay đều có xu hướng trong thế giới của satan hàng trăm năm trước